Hello, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em đang có chiếc xe độc 4 máy 5 tấn. Rất chi là mới luôn nha. Xe đông mới để bán nha mọi người nha. Thời 7 nha. Xe rất to luôn, xe 5 tấn nữa, giá cũng hợp lý luôn nha anh em nhé. Giá xe này xe mới là 165 triệu nha anh em nhé. Đó. Em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem nhé. Vừa có sẵn bên tì luôn nha. Đó. Số mạnh 5 tấn luôn. Lốp thì đi lốp 9900 20. Xe đầy đủ nha. 4 quả bánh sau là bánh rin nhá mọi người nhá. Toàn thể xe là rất đẹp luôn nha mọi người nha. Đó. Đây là cầu trước này, cặp cầu 5 tấn. Số lớn luôn nha. Máy êm luôn nha. Máy móc êm, chưa đổ hơi. Kèn tòi xi nhan để đủ nha. Kèn tòi đèn đóm xi nhan để đủ. Bật đèn cho mọi người xem. Nói chung là cái xe này hình dáng thì nó cũng rất là đẹp luôn nha. Đấy, mọi người thích thì cửa cái máy 4 máy này ra thì cắt lên sau máy vẫn được nha. Xe rất đẹp luôn nha. Đây em sẽ quay cho mọi người chiếc nhỏ nhỏ. Chiếc nhỏ nhỏ là xe dân dụng nha, cỡ xe 2 tấn rưỡi á.
Chiếc này thắng rồi nè, nhưng mà đang lên thắng hơi lắc kê 4 giò. Đấy, hoàn thiện mới 100% cho anh em là giá 145 triệu nè, có tờ chủ lực nè, giờ xe đang làm. Đấy. Xe đang làm, xe lớn, máy 2,5 tấn Taco. Làm tay đầu tay thứ lực nha. Thắng 2 lốc kê 4 giò. Xe full mới 100%. Giá 145 triệu. Chiếc này cũng làm gần xong rồi nha. Chiếc này cũng lên thắng hơi lắm nè. Thắng hơi lốc kê 4 giò. Bèn tay đầy đủ luôn. Bên đây đầy đủ. Giá 150 triệu. Đấy, 2,5 tấn. Làm hoàn thiện mới 100%. Xe làm bao mới luôn nha. Giờ đang làm chưa hoàn chỉnh nha. Khi nào hoàn chỉnh em sẽ quay cho mọi người xem nha. Anh em hợp lý bán xe này thì đóng theo nhu cầu, em có mình đóng mới cho anh em luôn nha. Rồi khi ai cần mua xe thì cứ liên hệ số điện thoại 0399 00143. Em xin kết thúc video tại đây nhé. Chào tạm biệt mọi người nhé.